Quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Hôm Việt TV. Sau đây là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Nước Úc sẽ điều động cảnh sát và quân đội đến quần đảo Solomon do biểu tình lan rộng. Thủ tướng Scott Morrison hôm nay cho biết nước Úc sẽ điều động hơn 100 cảnh sát và quân nhân đến giúp quần đảo Solomon khi người biểu tình ở đảo quốc Thái Bình Dương này bất chấp lệnh giới nghiêm tiếp tục biểu tình trong ngày thứ nhì liên tiếp. Ông Morrison cho hay Thủ tướng Manasseh Govaver của quần đảo Solomon đề nghị Úc giúp và Ủy ban An ninh Quốc gia Úc nhanh chóng chấp thuận. Ông Morrison cho biết nước Úc sẽ đưa ngay 23 cảnh sát đến để giúp kiểm soát bạo động cùng với 50 người khác để bảo đảm an ninh tại hạ tầng quan trọng. 43 quân nhân sẽ được cử đến để hỗ trợ cảnh sát Úc. Phát biểu với phóng viên ở Canberra, Thủ tướng nói rằng mục đích của Úc là cung cấp sự ổn định và an ninh tại quần đảo Solomon, ứng phó với những vấn đề phát sinh. Chính phủ Úc không có ý định can thiệp vào việc nội bộ của quần đảo Solomon. Đó là việc họ phải giải quyết. Việc điều động từ Úc diễn ra giữa thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đám đông người biểu tình và các tòa nhà bốc cháy ở khu Honiara. Nhiều người biểu tình từ tỉnh Malaita đến thủ đô vì lo ngại bị chính phủ bỏ qua. Tỉnh này hồi năm 2019 phản đối quyết định chấm dứt liên hệ ngoại giao với Đài Loan về thiết lập liên hệ chính thức với Trung Cộng, dẫn đến cuộc trưng cầu dân ý độc lập năm ngoái, vốn bị chính phủ xem là bất hợp pháp. Người dân Solomon trải qua cuộc bạo động lớn năm 2006, theo sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Trong đó, nhiều cửa hàng của người Hoa ở Honiara bị đốt cháy và cướp phá. Tòa án Indonesia ra lệnh cho chính phủ sửa đổi luật lao động gây tranh cãi. Tòa án Hiến pháp Indonesia hôm nay ra lệnh cho chính phủ sửa đổi nhiều phần của một luật tạo việc làm mới trong vòng 2 năm, với lý do sai sót thủ tục trong cách xử lý về dự luật gây tranh cãi. Luật mới gây ra biểu tình trên khắp Indonesia và than phiền nó hủy hoại quyền lao động của các bảo vệ môi trường. Trong phán quyết hôm nay, thì chánh án Anwar Usman tuyên bố nếu không thực hiện sửa đổi trong 2 năm thì luật này sẽ bị xem là vi hiến bệnh viện. Phán quyết gọi cách xử lý dự luật này là vi phạm về mặt thủ tục và một số phần là vi hiến như sửa đổi sau khi Quốc hội đã chấp thuận. Trong khi các thẩm phán thừa nhận lý lẽ phía sau một số hành động của chính phủ trong việc thúc đẩy một luật để thu hồi đầu tư và việc làm, phán quyết khẳng định phải tuân thủ quy trình theo luật định. Ông Erlangga Hartarto là Bộ trưởng Điều phối Kinh tế cho hay là chính phủ tôn trọng phán quyết và trong cuộc họp báo thì ông nói rằng chính phủ sẽ lập tức thực hiện phán quyết của tòa, chuẩn bị sửa đổi luật và tuân thủ về hướng dẫn của tòa. Luật này được đưa ra để xóa bỏ đi thủ tục quan liêu, thu hút đầu tư và thúc đẩy cạnh tranh lao động. Nhưng phía chỉ trích cho rằng sửa đổi được thực hiện vội vàng, không đủ về sự tham vấn cần thiết. Trong số những than phiền khác là quy định về trợ cấp nghỉ việc, lao động hợp đồng và gia công, và một điều khoản chỉ bắt buộc nghiên cứu môi trường đối với đầu tư mà có nguy cơ cao. Philippines phản bác việc Trung Cộng yêu cầu di dời tàu hải quân mắc cạn. Bộ trưởng Quốc phòng hôm nay cho biết Philippines sẽ không di dời tàu hải quân siêu vẹo mắc cạn trên một đảo san hô ở Biển Đông, phản bác yêu cầu của Trung Cộng sau khi Trung Cộng chặn tàu tiếp tế cho binh lính trên tàu mắc cạn. Bộ trưởng Delphine Lorenzana bác bỏ khẳng định của Trung Cộng hôm thứ Tư rằng phía Philippines cam kết di dời tàu BRP Sierra Madre được cố ý cho mắc cạn tại bãi cạn Second Thomas, bãi cỏ mây năm 1999 để củng cố tuyên bố chủ quyền của Manila ở quần đảo Trường Sa. Tàu đổ bộ dài 100 mét được chế tạo cho Hải quân Hoa Kỳ trong Đệ nhị Thế chiến. Ông Lorenzana nói rằng con tàu này đã ở đó từ năm 1999. Nếu có cam kết thì nó đã được di dời từ rất lâu. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng hôm thứ Tư cho hay Bắc Kinh yêu cầu phía Philippines thực hiện cam kết và di dời con tàu mắc cạn trái phép. Bãi cạn Second Thomas cách Palawan 105 hải lý và là nơi tạm của nhóm nhỏ binh lính trên con tàu cũ nát. Ông Lorenzana cáo buộc Trung Cộng xâm nhập trái phép khi tuần duyên Trung Cộng cản trở tàu tiếp tế cho binh lính Philippines. Bãi cạn Second Thomas nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Ông Lorenzana nhấn mạnh Philippines có hai tài liệu chứng thực Philippines có quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế, trong khi Trung Cộng không có và tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là vô căn cứ. Trung Cộng cần tuân thủ nghĩa vụ quốc tế của mình. Tân Thủ tướng Thụy Điển từ chức ngay trong ngày đầu tiên.
Rồi thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển, bà Magdalena Andersson của Đảng Dân Chủ Xã Hội, từ chức hôm thứ Tư sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ giữ chức vụ này, sau khi Đảng Xanh rời khỏi liên minh hai đảng của họ mở ra một bất ổn chính trị. Nhưng bà Andersson cho biết bà nói với Chủ tịch Quốc hội là bà hy vọng sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng lại ở trên cương vị là lãnh đạo chính phủ một đảng, và triển vọng có vẻ khá mạnh nhờ sự ủng hộ từ các đảng khác. Đảng Xanh rút lui sau khi Quốc hội bác đi dự luật ngân sách của liên minh. Và trong cuộc họp báo này, bà Andersson cho biết bà đã xin Chủ tịch Quốc hội để từ chức thủ tướng. Bà sẵn sàng làm thủ tướng trong chính phủ một đảng. Đảng Xanh cho biết là họ sẽ ủng hộ bà trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận mới nào tại Quốc hội. Trong khi đảng Central Party tuyên bố họ bỏ phiếu trắng, mà trong thực tế đồng nghĩa với ủng hộ bà. Đảng cánh tả cũng nói sẽ hậu thuẫn bà, và trong khi những đảng này bất đồng về ngân sách thì họ đoàn kết với mục tiêu ngăn cản Đảng Dân Chủ Thụy Điển, một đảng dân túy bài di dân, giữ một vai trò trong chính phủ. Bà Annie Lööf là lãnh đạo đảng Central Party cho biết là đảng sẵn sàng ủng hộ bà Andersson làm thủ tướng. Bà muốn bảo đảm Thụy Điển có thể có một chính phủ không phụ thuộc vào Đảng Dân Chủ Thụy Điển. Đảng cánh hữu Moderate và Dân Chủ Thiên Chúa Giáo được hậu thuẫn bởi Đảng Dân Chủ Thụy Điển, nhưng không thể nắm giữ được đa số ghế ở tại Quốc hội. Bà Andersson lên làm thủ tướng thay thế cho ông Stefan Löfven trên cương vị lãnh đạo Liên minh hai đảng mà được đảng cánh tả và Central Party ủng hộ. Nhưng liên minh sụp đổ khi Central Party đã từ chối ủng hộ dự luật tài chính của chính phủ mới. Tổng số tử vong vì COVID-19 ở Đức vượt qua 100.000 người. Hôm nay nước Đức công bố số lây nhiễm và tử vong kỷ lục vì COVID-19 khi tổng số tử vong vượt qua 100.000 người. Với làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng nhất chưa giảm xuống trong khi chính phủ mới chuẩn bị lên nắm quyền, nước Đức đối phó các đợt bùng phát trước đó hiệu quả hơn nhiều nước Âu Châu khác, nhưng lây nhiễm gần đây tăng trở lại. Nền kinh tế lớn nhất Âu Châu có thêm 351 người chết trong 24 giờ qua, đưa tổng số tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu lên 100.119 người. Viện Robert Koch cho hay tỷ lệ lây nhiễm hàng tuần cũng tăng cao kỷ lục, 419.7 ca nhiễm mới trên 100.000 dân. Dịch bệnh trở thành thách thức trước mắt cho chính quyền liên minh mới. Lây nhiễm tăng vọt ở Đức diễn ra khi Âu Châu trở thành tâm dịch, giữa lúc chích ngừa chậm chạp ở một số quốc gia, biến thể Delta lây lan mạnh, thời tiết lạnh hơn đưa người dân vào trong nhà và nới lỏng các quy định. Tuần trước, Âu Châu ghi nhận hơn 2.5 triệu ca mới và gần 30.000 người chết vì COVID-19. Trong dấu hiệu làn sóng virus đang tấn công nước Đức, ngành y tế Đức phải nhờ bệnh viện ở các nước khác giúp đỡ. Một số bệnh viện đối diện quá tải nên phải chuyển bệnh nhân COVID-19 ra ngoài quốc. Tuần trước, nước Đức công bố các quy định nghiêm ngặt hơn như bắt buộc người dân phải chứng minh họ đã chích ngừa, đã khỏi bệnh hoặc xét nghiệm âm tính gần đây trước khi có thể đi lại trên phương tiện vận chuyển công cộng hoặc đến công sở làm việc. Nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất thậm chí nghiêm ngặt hơn, hủy các sự kiện lớn như chợ Giáng sinh và cấm người chưa chích ngừa vào quán bar, phòng tập thể dục hay những điểm giải trí. 27 di dân tử vong trong lúc vượt eo biển Manch sang Anh Quốc. Giới chức Anh Quốc và Pháp hôm thứ Tư đổ lỗi cho nhau sau khi có 27 di dân tử vong khi xuồng của họ bị xẹp trong lúc vượt eo biển Manch. Và đây là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử mà liên quan đến di dân tại eo biển hẹp giữa hai nước. Eo biển này là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới và dòng hải lưu mạnh. Những kẻ buôn người thường cho quá nhiều người lên xuồng đã khiến cho họ gần như phó mặc cho những đợt sóng khi họ tìm cách đến vào biển Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cho biết ông bàng hoàng vì cái chết của di dân và kêu gọi Pháp nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn về di dân vượt biển. Các băng buôn người theo đúng nghĩa đen đang giết người mà không bị trừng phạt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng nước Anh cần chấm dứt chính trị hóa vấn đề đã tạo lợi thế trong nước, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Kiero Damanin cho hay là Anh Quốc cũng phải góp phần ngăn chặn di dân. Trước đó, nước Pháp loan báo 31 người chết, nhưng con số này sau đó được sửa lại thành 27 người. Và hai người nguy kịch vì mất nhiệt nặng, và cảnh sát Pháp bắt giữ 4 kẻ buôn người bị nghi ngờ liên quan đến vụ tai nạn này. Hiện chưa rõ danh tính và quốc tịch của những di dân này, và giành lại kiểm soát biên giới của Anh là mục tiêu của các nhà vận động Brexit trước cuộc trưng cầu dân Ý năm 2016 về tư cách thành viên của Anh tại Liên hiệp Âu Châu, và di dân là vấn đề gây nên xích mích giữa London và Paris. Ông Macron cho biết cơ quan biên giới Frontex
của Liên hiệp Âu Châu cần có thêm phương tiện tài chánh để bảo vệ biên giới phía ngoài của Liên hiệp, từ đó ngăn chặn di dân tụ tập trên bờ biển miền Bắc nước Pháp. Israel dự tính xây dựng khu định cư ở phía đông Jerusalem khiến người Palestine phản đối. Israel hôm thứ Tư chấp thuận sơ bộ hàng ngàn nhà định cư mới ở phía đông Jerusalem, khiến người Palestine kêu gọi Hòa Thịnh Đốn can thiệp. Đa số các cường quốc trên thế giới đều xem các khu định cư của Israel là trái phép vì xâm chiếm vùng lãnh thổ nơi người Palestine dự tính thành lập nhà nước. Chính quyền thành phố Jerusalem bật đèn xanh cho một khu dân cư phía đông mới trên khu đất nằm trên ranh giới Tây Ngạn, gần thành phố Ramallah của Palestine. Địa điểm này được người Israel gọi là Ataro. Phó thị trưởng Jerusalem Carl Ritkin cho hay kế hoạch này sẽ xây dựng 3.000 căn nhà, với dự tính xây dựng thêm 6.000 căn. Người Palestine muốn Tây Ngạn và dải Gaza cho nhà nước của họ với thủ đô là Đông Jerusalem. Israel xem toàn bộ Jerusalem là thủ đô, không thể chia tách của Israel. Cuộc hòa đàm do Hoa Kỳ điều đình bị đình trệ năm 2014. Hoa Thịnh Đốn sau đó công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, nhưng không công khai ủng hộ tuyên bố chủ quyền toàn thành phố. Bộ Ngoại giao Palestine cho biết kế hoạch xây dựng khu định cư này là để tách rời Jerusalem ra khỏi khu vực của Palestine nhằm sáp nhập nó. Palestine kêu gọi Hoa Kỳ và các nước khác lập tức can thiệp để chặn đứng kế hoạch xâm chiếm này. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Jerusalem chưa bình luận gì. Lithuania kêu gọi Âu Châu chuẩn bị cho sự cưỡng ép từ Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Gabrielis Landsbergis đã hôm thứ Tư cho hay Lithuania sẽ thích ứng với nỗi đau kinh tế ngắn hạn do áp lực của Trung Cộng vì Lithuania tăng cường liên hệ với Đài Loan, trong khi kêu gọi Âu Châu đối phó sự cưỡng ép kinh tế của Bắc Kinh bằng cách đẩy mạnh liên hệ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trung Cộng gián cấp liên hệ ngoại giao với Lithuania hôm Chủ nhật vì đất nước Baltic này để cho Đài Loan khai trương đại sứ quán bán chính thức tại đó. Lithuania thì có liên hệ về chính thức với Bắc Kinh và không có liên hệ chính thức với Đài Loan. Trung Cộng thì chỉ xem Đài Loan là một tỉnh. Giới chức Lithuania cho biết là Trung Cộng cắt đứt liên hệ thương mại để trả đũa về quyết định của Lithuania. Ông Lambertis cho biết là những thiệt hại này chỉ là ngắn hạn vì Lithuania đã cố gắng đảm bảo chuỗi cung ứng ít phụ thuộc vào Trung Cộng hơn. Ông nói rằng về ngắn hạn đó là khó khăn cho bất kỳ quốc gia nào khi hợp đồng bị cắt, nhưng chỉ là ngắn hạn vì thị trường thích ứng, các công ty thích nghi với tình hình thực tế. Ông Lambertis cho biết là Trung Cộng không những cắt liên hệ với các công ty Lithuania mà còn tiếp xúc với các công ty ở nước thứ ba để thúc ép họ không giao dịch kinh doanh với Lithuania. Ông nói rằng Lithuania sẽ là hình mẫu cho các nước khác về cách chống chịu những áp lực như thế này. Nhưng các nước Âu Châu cần đẩy mạnh liên hệ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để tăng cường an ninh kinh tế của họ. Nước Úc có thể sử dụng công nghệ gen để tiêu diệt 6 triệu con mèo hoang. Mèo hoang ở Úc là một vấn đề lớn. Chúng chỉ đứng sau thỏ Âu Châu về mức độ đe dọa đối với các loài bản địa. Ước tính mèo hoang và cáo sát hại 25 loài động vật có vú bản địa ở Úc, cùng với thỏ heo rừng và một loại mầm bệnh ở cây trồng. Chúng gây nguy hiểm cho 800 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Mỗi năm mèo hoang ở Úc giết chết 530 triệu con ếch và bò sát, 450 triệu động vật có vú và 270 triệu con chim. Năm 2015, chính phủ Úc công bố kế hoạch giết 2 triệu con mèo hoang trước năm 2020. Các biện pháp bao gồm đặt mồi nhử, bắn súng và rải thuốc độc. Trong một kế hoạch, chính phủ thả xúc xích tẩm thuốc độc xuống những khu vực tập trung số lượng lớn mèo hoang. Bất chấp những cố gắng này, mèo hoang vẫn tiếp tục đe dọa động vật bản địa. Trong một báo cáo do cơ quan nghiên cứu Zero của chính phủ công bố, các chuyên gia đặt ra lộ trình để kiểm soát loài vật xâm hại này. Ông Andy Shepard, nhà khoa học của Zero, đồng tác giả báo cáo, cho biết chính phủ cần cấp thiết hành động để ngăn chặn sự lan rộng của mèo hoang. Một trong những công nghệ được đề cập tới trong báo cáo là kiểm soát di truyền, có tiềm năng lớn giúp ngăn chặn loài xâm hại mới. Kiểm soát di truyền bao gồm sử dụng những gen khiến loài xâm hại dễ nhiễm bệnh. Phương pháp là đưa số lượng lớn cá thể dương sinh cho quân thể để hạn chế sinh sản. Hiện nay nước Úc có tốc độ tuyệt chủng ở động vật có vú cao nhất thế giới. Khí hậu biến đổi và thời tiết khắc nghiệt đang góp phần thúc đẩy loài xâm hại lan rộng. Mèo hoang thường nhắm tới vùng đất vừa trải qua cháy rừng, do đó con mồi như thú có túi, pygmy, không có nơi lẩn trốn. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế.
Và một lần nữa, số phút thương mại sẽ là phần tin Việt Nam.